đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam rèn thể lực trên đảo sẵn sàng cho ASEAN Hàng Châu. Sau khi nghỉ ngơi xả hơi tại du thuyền 5 sao, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tích cực bước vào tập luyện chuẩn bị cho ASEAN Hàng Châu. Sau chặng đường chinh phục thành công tại giải vô địch châu Á ABC Championship, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không ngần ngại lên đường bắt tay vào chuỗi ngày tập luyện sẽ làm nền tảng cho cuộc thi đấu tại ASEAN 19 trên đất Hàng Châu. Dù chỉ còn ít ngày nghỉ ngơi sau sự kiện quan trọng này, toàn đội đã bắt đầu vào các buổi tập thể lực với những bài chạy trên cát, rèn luyện sức mạnh và sự kỷ luật. Không khí trong đội tuyển rất thoải mái và gần gũi. Top 4 tại ABC Championship không chỉ mang về niềm vui rộn rã mà còn là phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến của các vận động viên. Sau đó, họ tiếp tục tận hưởng khoảnh khắc thư giãn với chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền 5 sao, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ. Hiện tại, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt và các học trò đang tập trung tại đảo Đá Dựng thuộc Vân Đồn, Quảng Ninh. Các buổi tập chủ yếu tập trung vào việc rèn luyện thể lực, giúp các vận động viên khôi phục phong độ tốt nhất trước khi bước vào cuộc thi ASEAN sắp tới. Dự kiến, vào thứ hai của tuần tiếp theo, đội trưởng Thanh Thúy sẽ trở về từ Nhật Bản và ngay lập tức hội quân cùng đồng đội. Sau một tuần tập luyện tại đảo Đá Dựng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chuẩn bị hành trang và đáp chuyến bay tới Trung Quốc để tham dự ASEAN 19, nơi họ sẽ tiếp tục nối tiếp những thành công trên đấu trường quốc tế và tạo lên những cột mốc lịch sử mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam.